Câu 1. Hoàn thành các câu sau. Đây. Đề bài yêu cầu chúng ta là hoàn thành, tức là ta điền cái từ thích hợp vào cái chỗ này. Tí nữa thầy và các con sẽ chọn từ thích hợp để điền vào nhé. Vậy nguyên tắc chúng ta có thể chọn từ đồng nghĩa, không nhất thiết là phải chính xác, tí nữa như đáp án. Nào. Muốn biết một điểm A trong không gian có từ trường hay không thì ta làm như sau. Đặt tại A một kim nam châm và nếu thấy có chấm chấm chấm. Có cái gì chấm 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 tác dụng nhỉ? Lực tác dụng. Lên gì? Lên kim nam châm thì ở A có từ trường. Vậy thì ở đây các con sẽ điền vào đây là từ lực. Từ. Và ở đây là kim nam châm. Các con thấy thành câu đúng là câu có nghĩa chưa? Đọc thấy rất chuẩn nhá. Muốn biết một điểm A trong không gian có từ trường hay không thì ta làm như sau. Đặt tại A một kim nam châm. Nếu thấy có lực từ tác dụng lên kim nam châm thì ở A có từ trường. Như vậy ta đã viết được thành một câu có nghĩa và hoàn toàn chính xác. Ở đây các con có thể dùng từ lực cũng được. Lực từ thì chính xác hơn. Nhưng mà ở đây thì phải kim nam châm rồi.